Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này á, mình sẽ giải đáp cho các bạn cái vấn đề về thuế khi các bạn sử dụng cái Boom Boom Man này ha, cái Boom Boom Man này để mà mình thêm giỏ hàng ha, thêm giỏ hàng thì nó sẽ thuộc về cái bài mà từ bài 32 các bạn ha, từ bài 32 trở đi ha, từ bài 32 cho tới bài 35 36 thì nó nằm ở đây nè các bạn. Đó. Thì ở đây á, cái vấn đề của bạn, các bạn đặt ra cho mình đó là cái thuế các bạn ha, thuế anh ơi làm sao mà chỉnh nó về số 0 được. Thì lúc trước á, mình đã hướng dẫn cho các bạn là thêm cái này là không phải thêm bằng Ajax ha, cái này là thêm bằng cái Boom Boom Man. Thì thực chất ra cái Boom Boom Man này á, nó tốt hơn cái Ajax rất là nhiều lần hả các bạn ha. Nó bao gồm là thuế nè, tổng giá nè, discount nè, discount là giảm giá nè, sub total có nghĩa là thành tiền nè, rồi tổng tiền nè, price total là tổng tiền nè, rồi tổng tổng tiền, cái này là tổng tiền giỏ hàng nè ha. Còn mình đã hướng dẫn cho các bạn là total là tổng tiền, là bao gồm thuế, bao gồm discount nè ha. Đó, thực chất ra cái Boom Boom Man này nó tốt hơn cái Ajax của mình hướng dẫn cho các bạn rất nhiều ha. Nếu mà các bạn sử dụng Ajax á thì các bạn phải code gồm discount nè, gồm phần thuế nữa nè ha. Đó, thì mình sẽ để đường link cái này bên dưới cho các bạn ha, để các bạn đọc ha, để các bạn đọc cái doc của mình này. Thì các bạn chỉ việc là search cái Boom Boom Man ha, nó cạc total Boom Boom Man price, các bạn chỉ cần search cho mình cái Boom Boom Man thôi. Thì ở đây á, các bạn vào cái Boom Boom Man nè, shopping cart nè, ở đây nó có direct cái intro ha. Đây, ở đây nó có cái phần mà instruction đó, nó có hơn có cái phần mà hướng dẫn các bạn đó, ở đây nè ha, phần thêm nè, phần thêm đồ nè đó. Thì mình đã hướng dẫn các bạn phần thêm, phần update cũng như là cái phần remote, cái xóa cái sản phẩm trong giỏ hàng ha, destroy là xóa hết tất cả giỏ hàng nè. Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn ở cái bài này ba ba cái phần, ba cái hàm này ha, nó hàm hàm show nè, hàm này hàm update nè, rồi hàm này hàm delete nè các bạn. Đó, còn một cái hàm nữa hàm destroy các bạn ha, hàm add nè, hàm save cạc nè ha. Đó, đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh thuế về số 0 hả các bạn, chỉnh thuế về số 0. Thì nếu mà các bạn đọc cái document này á thì nó rất là dễ thôi các bạn, nó rất là dễ ha. Ở đây cái phần thuế nè, tax nè, decimal ha, decimal nè, thì các bạn sẽ thấy nè. Bây giờ rồi, bây giờ mình chỉnh ha. Cái phần show card nè, các bạn quay lại phần show card cho mình ha. Ở đây mình hướng dẫn cho các bạn là tới cái bài 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 từ bài 32 cho tới bài 35 36 ha. Đó. Thì bây giờ nếu mà mình hướng dẫn các bạn á thì mình sẽ để ở đây là bài bài 36, để mình xem lại ha, mình sẽ đặt là 33 first ha. Ví dụ như nó bài 34 thì mình đặt nó là 34 first 1. Đó, thì mình sẽ đẩy nó lên đây để các bạn xem, mình để bạn chỉnh lại cho nó đúng ha. Thì ở đây á, đây là cái tổng thuế chi phí vận chuyển của mình nè, nó sẽ tương tự với đây, nó sẽ tương tự với ha. Đây là cái phần là giỏ hàng của mình thêm bằng cái cạc đó nè. Thì ở đây nè các bạn, ở đây á, là tổng này là tổng của tất cả ha, bao gồm tính thuế nè, tính discount nè ha, ở đây mình tính thuế thôi ha. Đó, thì là 1,6 triệu nè, cộng 300 mấy thì ra là 1,9 triệu mấy đó ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh thuế về không nè, hai cái số không này đằng sau nè. Thì các bạn chỉnh cho các bạn chỉ việc rất đơn giản, các bạn thêm số không đằng đây thôi nè các bạn ha, total các bạn không nè. Thì mọi thứ các bạn hiển thị bằng giá là total nè, sub total nè, price total nè ha. Đó, thì các bạn chỉnh về không hết cho mình, thì các bạn chỉ việc là để số 0 này thôi, các bạn không phải chỉnh lại cái mã code ha. Rồi sau đó các bạn refresh lại nè, đó thì nó sẽ mất nè các bạn ha, nó sẽ mất rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái dấu phẩy này thành dấu chấm cho nó đẹp nè các bạn ha. Dấu phẩy này thì cũng được đi, nhưng mà có điều là nhìn nó không có đẹp lắm ha. Thì đơn giản lắm các bạn, giống cái price format number thôi ha. Đây nè, giống cái number format price ha. Đây nè các bạn, thì các bạn chỉ việc là phẩy, sau đó thay đổi cái phẩy thành dấu chấm thôi. Thì ở đây nó cũng có hướng dẫn nè các bạn. Đây ha, decimal separator nè, có nghĩa là cái phần mà separator là cái phần mà phân tách cái gì, cái số thập phân ha, phân tách cái số thập phân nè. Đó, thousand separator nè, đó nghĩa là bây giờ là mình chuyển nó thành gì các bạn, thành một cái dấu khác ha. Bây giờ thì các bạn sẽ cho là first nè ha, mình first một cái, sau đó mình sẽ mở ngoặc ra, mình sẽ đợi thay đổi nó thành dấu phẩy, dấu phẩy ha, hiện tại đang thành dấu phẩy nè, mình sẽ thay đổi nó thành dấu chấm. Đó, đây nè các bạn, rất là dễ dàng ha, thay đổi thành dấu chấm thì các bạn sẽ thấy nè. Bây giờ mình refresh nè, đó, nó thay đổi thành dấu chấm nè các bạn ha. Đó,
À, rồi thì bây giờ cái này nó cũng tương tự, các bạn chỉ việc copy xuống thôi đó, rất là dễ ha. Rồi ok, refresh lại nè, các bạn đã thay đổi thành dấu chấm nè. Rồi một cái điều nữa là bây giờ nè, cái tổng ở đây là nó tổng ha, cái nó tổng bao gồm là tổng hết tất cả mọi thứ, gọi là total ha. Đó thì ở đây mình sẽ cho một cái nữa là cái phần price total các bạn. Price total đây, cái phần price total nè, có nghĩa là tổng cái giá của việc của cái cạc của mình ha, có cái giỏ hàng của mình, chưa bao gồm thuế, chưa bao gồm discount ha. Thì ở đây mình sẽ cho là price total nè các bạn. Đây bát ra, còn cái phần này total là bao gồm thuế rồi nha các bạn ha, nó tính thuế rồi bắt đầu mới in ra cái total. Rồi các bạn refresh nè, thì các bạn sẽ thấy nè 1.600 nè ha. Bây giờ mình cập nhật lại nè, cập nhật rồi thì các bạn sẽ thấy là nó lên là 3 triệu 3 ha. 1 triệu 6 còn 1 triệu 6 là 3 triệu 2 ha, 3 triệu 2 cộng thêm 3 triệu 2, đúng rồi, 3 triệu 2 cộng thêm cái cộng thêm thuế nữa là 693.000 ha, thuế 693.000 nữa là 3 triệu 2, 3 triệu 2 cộng 50 50 nữa là 3 triệu 3 nè ha. Rồi thuế 600 mấy nữa là đây là 3 triệu 9. Rồi thì còn một phần nữa mình cũng xin hướng dẫn cho các bạn luôn ha. Thì ở đây nè, cái thuế nè, bây giờ mình xem lại cái giỏ hàng nè, cái thuế ở đây là 693.000, nhưng mà mình không biết cái thuế ở đây là mấy phần trăm cả ha, mấy phần trăm cả. Ở đây là mình không biết 693.000 này trong 3 triệu 3 là bao nhiêu phần trăm cả, trừ khi các bạn tính ra thôi ha. Đó thì bây giờ làm cách nào mà mình để set thuế cho nó ha, mình set thuế cho nó, set cứng cái thuế cho nó ha. Thì mà để các bạn set thuế cho nó thì bây giờ mình sẽ gì, mình sẽ quay lại cái card controller nè ha, mình sẽ set thế cho cái hàm xây card này, có nghĩa là mình set thế cho toàn bộ gì các bạn, mình sẽ set thế cho toàn bộ cái card này luôn ha. Khi mà sale gì, khi mà sale cái card này vào ha, tạo một cái card mới thì mặc định nó sẽ set thuế luôn. Thì ở đây các bạn xem cho mình dưới là cái này add card data vô thì không có gì để nói nữa ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại cái phần main nè, ở dưới cái phần mà đây nè các bạn sẽ thấy là set tax ha, tax tax có nghĩa là nó sẽ xét thuế dựa trên cái row ID ha. Ví dụ như á, ở đây xét thuế dựa trên gì các bạn, nó sẽ xét thuế dựa trên row ID, ví dụ như cái row nào thì là thuế bao nhiêu ha. Đó nói chung là này nó xét thuế cho từng gì các bạn, cho từng cái gì, cho từng cái sản phẩm ở khi mà mình muốn thêm vào giỏ hàng ha. Thì ví dụ như các bạn muốn cái đó ở cái sản phẩm A đi, thuế 1%, sản phẩm B thuế 2%, sản phẩm C thuế 3%, thì các bạn chỉ việc lấy cái row ID ha, rồi sau đó các bạn truyền cái gì, các bạn truyền cái thuế ha. Thì trong cái mục mà sản phẩm á, ha, trong cái mục sản phẩm á, thì các bạn sẽ gì, các bạn sẽ tạo thêm một cái cột nữa gọi là cột thuế ha. Cái thuế thì các bạn truyền cái parameter, có nghĩa là truyền tham số thuế vào đây, thì mỗi lần nó add cái gì, nó add cái sản phẩm đó thì nó sẽ đổ ra thêm một cái thuế nữa ha. Thì các bạn chỉ việc là cho cái trường thuế vào đây thôi, cho cái biến thuế vào đây thôi ha. Đó này là thuế dựa trên những cái sản phẩm ha, từng cái sản phẩm. Còn đây là set local global tax, có nghĩa là set cái gì, set cái thuế dạng gì, không phải dạng cục bộ nữa mà dạng toàn biến, biến toàn cục luôn ha, global. Rồi thì các bạn sẽ gì, copy cái này cho mình ha, copy cái này cho mình. Còn đây là từ biến suy ra nè ha, còn này là từ cái cạc ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thuế 10%, cái số đây là hiển thị là số phần trăm để các bạn, 21 là 21% nè. Rồi đây mình sẽ thấy 10% ha, 10% thì các bạn sẽ thấy nè. Bây giờ các bạn refresh lại á, thì cái giỏ hàng mình đã lưu dạng session rồi ha, cho nên là nó không gì, nó không có hiển thị ở đây. Thì bây giờ các bạn sẽ thêm lại cho mình ha, các bạn xóa đi, các bạn để các bạn thêm lại cái card mới cho mình ha. Bây giờ mình sẽ thêm lại cái card mới nè, ở đây mình phân ra hai cái nút Ajax này, các bạn thêm sản phẩm Ajax, còn này thêm sản phẩm bằng cái bài bằng bằng Bumperman nè ha. Rồi ok, là 10% các bạn sẽ thấy nè là gì, 165.000 trên 1.650.000 đúng không, đó 10%. Rồi các bạn update nó lên 2 xem, thì đây nè ha, là 3 triệu 3 thì là 330.000 đó các bạn ha, 330.000 đúng ha, đúng đúng 10% đó các bạn. Đó thì các bạn chỉ việc là xét cái thuế ở đây thôi, đó xét cái thuế ở đây thôi. Thì cái set global discount là cũng tương tự ha, ví dụ như giảm 50% nè, cái này là cái số phần trăm nè ha, you can use
set global discount nè, method nè, to change the discount rate for all items in the cart nè. New items will receive the discount as well nè. Và bạn có thể sử dụng cái set global cái hàm nè, set global discount này để thay đổi gì? Để thay đổi cái mã giảm cái tỷ lệ nè, discount rate tỷ lệ giảm giá nè, cho tất cả các sản phẩm nè ở trong cái giỏ hàng của bạn nè, items in the cart ha. Đó. Thì ở đây là set local nè, còn cái này set discount nè thì cũng giống như cái tương tự như set tax ha, nên là set set the discount cho từng cái sản phẩm ha. Đó, dựa vào cái ROID, có nghĩa là mỗi cái cạc á, mỗi cái sản phẩm đều có ROID riêng cả ha. Đó, thì nó thì các bạn chỉ việc là đẩy cái ROID này vào, sau đó là thêm cái tham số hoặc các bạn fit cứng cái tham số này cũng được ha. Đó. Rồi, nó còn có nhiều thứ nữa các bạn. Đó, mà mình cũng chưa tìm hiểu hết cái này nữa ha. Đó, wishlist nè, add to wishlist nè, nó rất là tiện nè các bạn ha, thêm vào cái sản phẩm yêu thích nè. Đó, thì các bạn chỉ việc là add cái gì, cái thông tin của cái sản phẩm đó vào thôi, thì lập tức nó làm cho mình ha, lập tức nó sẽ thêm vào cho mình liền. Đó, còn store, restore nè ha, mercat nè. Cái Bumperman này nó tiện lắm các bạn ha. Đó, thì các bạn có thể là đọc cái document này. Đó, mình đọc thì nó cũng dễ đó các bạn dùng Google dịch ha. Google dịch rồi mình đọc những cái phần nào mình không biết. Đó, rồi mình cứ check thử ha, mình cứ cho mã code vào thử. À, nếu mà ra thì ok là đúng, còn không ra thì mình cứ tìm hiểu ha. Đó.